Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 32, phẩm thập hồi hướng thứ 25, phần 10. Hồi hướng đẳng pháp giới vô lượng thứ 10. Phật tử, thế nào là hồi hướng đẳng pháp giới vô lượng của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị có biết thế nào gọi là hồi hướng đẳng pháp giới vô lượng của Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo Trăng? Thế nào gọi là pháp giới? Pháp là các pháp, giới tức là phân giới. Các pháp đều có tự thể mà phân giới khác nhau nên gọi là pháp giới. Tóm lại, pháp giới tức là tâm của con người, lớn mà không ngoài, nhỏ mà không ở trong, tức cũng là bổn thể thân tâm của chúng sinh. Tông Hiền Thủ chia pháp giới làm bốn thứ: một, sự pháp giới; hai, lý pháp giới; ba, lý sự vô ngại pháp giới; bốn, sự sự vô ngại pháp giới. Tông Thiền Tài chia pháp giới làm 10 thứ: một, pháp giới của Phật; hai, pháp giới của Bồ Tát; ba, pháp giới của Duyên Giác; bốn, pháp giới của Thanh Văn; năm, pháp giới của Trời; sáu, pháp giới của Người; bảy, pháp giới của Atula; tám, pháp giới của Súc Sinh; chín, pháp giới của Ngạ Quỷ; mười, pháp giới của Địa Ngục. Do đó, mười pháp giới không lìa khỏi một tâm niệm, tức cũng là đạo lý, tất cả do tâm tạo. Thế nào gọi là hồi hướng? Có nhiều lối nói, một là hồi tự hướng tha, đem hết thảy công đức của mình cho người khác. Hai là hồi nhân hướng quả, tại nhân địa tu tập đủ thứ căn lành, tương lai sẽ đắc được công đức quả địa. Ba là hồi sự hướng lý, đem sự hồi hướng về lý. Bốn là hồi tiểu hướng đại, hồi tiểu thừa hướng về đại thừa. Đó là ý nghĩa của hồi hướng. Phật tử, Đại Bồ Tát này dùng lụa vô cấu mà quấn trên đầu mình, trụ ở ngôi vị Pháp Sư. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát Đạo, dùng giả lụa vô cấu, nghiêm trì giới luật, quấn trên đầu của mình, thường làm đại pháp sư. Phàm là người tinh thông Phật pháp đều có thể làm thầy của người. Làm bậc pháp sư phải có đủ 5 điều kiện: một, thọ trì; hai, đọc kinh; ba, tụng kinh; bốn, giải nói; năm, biên chép. Người có 5 thứ khả năng này được gọi là pháp sư. Tinh thông tạng kinh, tạng luật, tạng luận gọi là tam tạng pháp sư. Nói một cách khác, pháp sư phải có 10 đức hạnh: một, khéo biết pháp nghĩa; hai, rộng tuyên nói; ba, ở trong chúng không sợ hãi; bốn, biện tài vô ngại; năm, khéo phương tiện nói; sáu, pháp tùy đức hành; bảy, oai nghi đầy đủ; tám, dũng mãnh tinh tấn; chín, thân tâm không mệt; mười, thành tựu sức nhẫn. Tóm lại, phàm là người giảng kinh thuyết pháp đều gọi là pháp sư. Pháp giới là vô lượng, chẳng có bờ mé. Nếu có lượng thì chẳng phải là pháp giới. Tuy nhiên vô lượng, nhưng Đại Bồ Tát dùng năm nhãn để quan sát cũng biết được bờ mé của pháp giới. Rộng thực hành bố thí pháp, khởi đại từ bi, an lập chúng sinh, nơi tâm bồ đề, thượng hành lợi ích không có ngừng nghỉ. Dùng tâm bồ đề nuôi lớn thanh lành, vì các chúng sinh làm điều ngự sư, mở bày cho các chúng sinh đạo nhất thiết trí. Vì chúng sinh là mặt trời pháp tạng, ánh sáng căn lành chiếu khắp tất cả, nơi các chúng sinh tâm đều bình đẳng, tu các hạnh lành chẳng có ngừng nghỉ. Tâm thanh tịnh không nhiễm, trí huệ tự tại không xả bỏ tất cả các lành đạo nghiệp, làm thường chủ đại trí của các chúng sinh, khiến các tất cả đều vào con đường chân chánh an ổn vì các chúng sinh mà làm dẫn đầu, khiến cho họ tu tất cả các lành pháp hành. Vì các chúng sinh mà làm bạn lành kiên cố không thể hoại, khiến cho các lành của họ tăng trưởng thành tựu. Bồ Tát thường thường rộng thực hành bố thí pháp, sinh khởi tâm đại từ đại bi. Do đó, từ hay ban vui, bi hay cứu khổ, an lập tất cả chúng sinh, đối với tâm bồ đề, chân cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, vĩ viễn không giải đãi, không có lúc nào ngừng nghỉ, thường làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, trong niệm niệm đều nghĩ tới lợi ích chúng sinh, mà không có lúc nào ngừng nghỉ. Bồ Tát dùng tâm bồ đề, nuôi lớn căn lành của mình, vì tất cả chúng sinh mà làm điều ngự sư, mở bày cho chúng sinh, khiến cho họ được đạo nhất thiết trí huệ. Vì tất cả chúng sinh mà làm mặt trời pháp tạng, nói tạo pháp giống như mặt trời, ánh sáng chiếu khắp tất cả chúng sinh, căn lành và trí huệ quang minh của Bồ Tát tụ tập chiếu sáng khắp tất cả, đối với tất cả chúng sinh đối đãi bình đẳng chẳng phân biệt. Đó đây, tu tất cả hạnh lành chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Tâm của Bồ Tát rất thanh tịnh, chẳng có tư tưởng nhiễm ô. Trí huệ của Ngài nhận vận tự tại, không xả bỏ tất cả căn lành, cũng chẳng xả bỏ tất cả đạo nghiệp. Vì tất cả chúng sinh mà làm thương chủ đại trí huệ, khắp khiến cho tất cả chúng sinh vào được con đường chân chánh an ổn,
vì tất cả chúng sinh mà làm lãnh tụ dẫn đầu, khiến cho họ tu tất cả căn lành pháp hành, vì tất cả chúng sinh mà làm bạn lành kiên cố không thể phá hoại, khiến cho tất cả căn lành của chúng sinh không những tăng trưởng mà còn có sự thành tựu. Phật tử Đại Bồ Tát này dùng bố thí pháp làm đầu, phát sinh tất cả pháp chóng thành tịnh. Nhiếp thọ hướng về tâm nhất thiết trí, nguyện lực thù thắng rốt ráo kiên cố, thành tựu tăng trưởng, đầy đủ oai đức, nương thiện trí thức, tâm không xiểm nịnh lừa dối, suy ngẫm quan sát cảnh giới một nhất thiết trí vô biên. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát Đạo dùng bố thí pháp làm hàng đầu, phát sinh tất cả pháp chóng thành tịnh, nhiếp thọ tất cả chúng sinh hướng về tâm nhất thiết trí, phát nguyện được thủ thắng, đắc được tâm kiên cố rốt ráo, thành tựu viên mãn, tăng trưởng lợi ích, đầy đủ sức đại oai đức, nương tựa thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức biết được tâm ý, chỉ dẫn chúng sinh về con đường lành, tức cũng là hay giáo hóa chúng sinh xa lìa 10 điều ác, tu hành 10 điều lành, trong tâm không xiểm nịnh vị thiện tri thức đó, cũng không lừa dối vị thiện tri thức đó, thường thường suy ngẫm quan sát, nghiên cứu một nhất thiết trí huệ có cảnh giới vô biên. Đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện được tu tập thành tựu tăng trưởng tất cả cảnh giới rộng lớn vô hại. Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện được tu hành học tập thành tựu viên mãn tăng trưởng rộng lớn vô hại, đủ thứ tất cả cảnh giới. Nguyện được ở trong chánh giáo của Phật cho đến nghe được một câu một bài kệ đều thọ trì diễn nói. Bồ Tát nguyện được ở trong chánh giáo của Phật cho đến nghe một câu hoặc một bài kệ cũng phải thọ trì Phật pháp, cũng phải diễn nói Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thấu hiểu thông đạt nghĩa lý một câu một bài kệ. Nguyện nghĩ nhớ được tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, vô lượng vô biên tất cả thế giới đồng với pháp giới, nghĩ nhớ rồi để tu hạnh Bồ Tát. Bồ Tát nguyện nghĩ nhớ được tất cả các đức Phật đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, vô lượng vô biên tất cả thế giới đồng với pháp giới, nghĩ nhớ rồi lập tức tu hạnh của Bồ Tát tu. Lại nguyện đem căn lành niệm Phật này vì tất cả chúng sinh trong một thế giới hết kiếp thuở vị lai tu hạnh Bồ Tát, như trong một thế giới tận pháp giới hư không giới, tất cả thế giới cũng đều như vậy. Như vì một chúng sinh, vì tất cả chúng sinh cũng lại như vậy, dùng phương tiện khéo léo thầy đều làm, hết kiếp thuở vị lai dùng đại thệ nguyện trang nghiêm chọn không lìa, nghĩ đến Phật thiện tri thức. Thường thấy chư Phật hiện ra ở trước, chẳng có một vị Phật nào ra đời mà không được gần gũi. Bồ Tát lại nguyện đem căn lành nghĩ nhớ 10 phương chư Phật này, vì tất cả chúng sinh ở trong một thế giới hết kiếp thuộc vị lai tu hạnh Bồ Tát, như một tại một thế giới là tình hình như vậy, tận pháp giới hư không giới tất cả thế giới cũng đều tình hình như vậy. Như vì một chúng sinh hết kiếp thuộc vị lai như vậy tu hạnh Bồ Tát, vì tất cả chúng sinh cũng lại như thế, dùng pháp môn phương tiện khéo léo khiến cho mỗi mỗi đều như vậy, hết kiếp thuộc vị lai dùng đại thệ nguyện để trang nghiêm chọn không lìa khỏi chư Phật hoặc lìa khỏi các vị thiện tri thức. Thường thấy 10 phương chư Phật hiện ra ở trước, bất cứ vị Phật nào xuất hiện ra đời đều gần gũi, chẳng có một vị Phật nào mà không đến gần gũi, cho nên rộng tu cúng dường các đức Phật, rộng độ tất cả chúng sinh.